Hello mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ok, video ngày hôm nay tiếp tục về chuỗi series làm các con vật bằng tô màu và các con vật bằng cát. Trên cát thì hôm nay mình sẽ tô màu trên con cá này nha mọi người. Đây là con cá ngày hôm nay mình sẽ tô nha. Đây là số màu mình đã chuẩn bị nha mọi người. Cảm mình nên chuẩn bị một số màu như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha, mọi người cùng theo dõi mình tô nha. Đi mình sẽ tô này, hay là trước nha mọi người. Đây là hình một con cá nha mọi người. Con cá rất là dễ thương nha. Đây, người ta có hướng dẫn cho mình tô giống trong này nha mọi người. Mọi người có thể tô thay trong này hoặc mọi người có thể tô màu khác được nha mọi người. Không nhất thiết là phải giống trong này nha, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha. Đầu tiên mình sẽ tô cái thân nó trước nha mọi người, cái thân nó chiếm đa số nha mọi người, tô cái thân nó trước nha.